vì sao Tổng Trọng chưa cho công bố nhân sự tân Bộ trưởng Bộ Công an? Kể từ sau Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, sau khi giành được quyền lực gần như tuyệt đối, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát động công cuộc chống tham nhũng với mục đích ban đầu là tiêu diệt những nhân vật vốn là đàn em của ông Ba Dũng. Đó là những lý do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dựa hẳn vào lực lượng thanh kiếm và lá chắn để bảo vệ quyền lực cho mình. Theo giới quan sát, khi đó, ông Trọng đã quan tâm đến Bộ Công an nhiều hơn so với Bộ Quốc phòng. Chính vì vậy, ông đã khiến quân đội phải lép vế trước Công an cho tới trước Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 vừa qua. Sau Hội nghị Trung ương 9, tình thế đã thay đổi dường như rất nhiều. Khi Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm bị tập thể Bộ Chính trị gây sức ép, buộc phải ngồi vào ghế Chủ tịch nước. Trong khi đó, vị trí tân Bộ trưởng Bộ Công an còn bỏ trống. Thay vào đó, Thứ trưởng Thường trực, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, ông Trần Quốc Tỏ, một đối thủ của Bộ trưởng Tô Lâm, lại được giao quyền điều hành tạm thời tại Bộ Công an theo quyết định của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Điều vừa kể trên càng tạo thêm những khó khăn đối với quyền lực của tân Chủ tịch nước Tô Lâm. Ông Lâm đã bị chốt chặt trong chiếc lồng quyền lực với ba lớp khóa cửa: Thủ tướng, Tổng Bí thư và hệ thống các tướng lĩnh quân đội. Lớp khóa 3 tầng đã tạo sự khóa chặt sự liên thông giữa văn phòng Chủ tịch nước và Bộ Công an. Tuy nhiên, ông Tô Lâm dường như vẫn chưa chịu điều đó. Để phản ứng lại với mục đích phá thế bao vây cấm vận của các cấp có thẩm quyền, vào ngày 28 tháng 5, Đảng ủy Công an Trung ương đã mở hội nghị để lựa chọn nhân sự cho vị trí Bộ trưởng Bộ Công an, giới thiệu lên Bộ Chính trị xem xét và quyết định. Theo thông tin nội bộ rò rỉ, trên 99% các đại biểu hội nghị đã biểu quyết đề nghị giới thiệu Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng phụ trách an ninh, một đồng hương quê Hương Yên với ông Tô Lâm vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Rõ ràng đây là việc rất vùng miền của Bộ Công an. Thậm chí có người còn tung lên mạng một bức ảnh, một tấm biển chức danh đúng quy chuẩn với dòng chữ Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng. Tấm ảnh này được chụp bên trong một chiếc xe ô tô. Theo giới quan sát, đây là điều đại kỵ mà chắc chắn dù các lãnh đạo của Bộ Công an có tham vọng đến đâu thì cũng không dám có hành động kiểu lạy ông tôi ở bụi này như thế. Đó là sự thách thức công khai với Bộ Chính trị mà người sẽ phải chịu tiếng bay vào rào gió chính là ông Lương Tam Quang. Do đó có khả năng tin tức rò rỉ được tuồn ra từ đàn em của ông Trần Quốc Tỏ. Hơn nữa, nghị quyết nói trên là tập thể Đảng ủy Công an Trung ương đề nghị cấp trên xem xét chuẩn thuận. Cần lưu ý, Đảng ủy Công an Trung ương là cấp dưới, xin lãnh đạo đảng cấp cao nhất chuẩn thuận. Kết quả như thế nào còn phụ thuộc vào sự đồng thuận của các cấp có thẩm quyền, vốn có lợi ích đối chọi với Tô Lâm. Một câu hỏi được đặt ra là nếu ông Tô Lâm mới chính là Tổng Bí thư, như tin dò gì thì tại sao Tổng Bí thư Tô Lâm không quyết luôn về nhân sự Bộ Công an mà cứ loay hoay bị động đến như vậy? Có nhiều thắc mắc là tại sao đã hơn 10 ngày qua, kể từ khi ông Tô Lâm rời ghế Bộ trưởng Bộ Công an để nhậm chức Chủ tịch nước mà cấp có thẩm quyền không quyết định nhân sự tân Bộ trưởng Bộ Công an. Thực ra với việc bổ nhiệm tân Bộ trưởng Bộ Công an là điều khá dễ dàng với phe có thẩm quyền đang chiếm ưu thế. Theo đó, Thường trực Ban Bí thư chỉ cần triệu tập hội nghị bất thường, thì sau đó Bộ Chính trị và ông Trọng muốn ai làm tân Bộ trưởng thì người đó sẽ chắc chắn được. Này đã giao cho Thượng tướng Trần Quốc Tỏ điều hành hoạt động của Bộ Công an thì việc gì phải vội. Hơn thế nữa, ông Trần Quốc Tỏ vốn là đối trọng, là đối thủ một mất một còn với Tô Lâm, thì ông Tỏ thừa sức vô hiệu hóa hệ thống chân rết Hưng Yên. Mặc dù vậy, chưa biết có dễ dàng được như thế hay không. Việc quyết định đưa các vụ án liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An chịu sự quản lý của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng và tiêu cực Trung ương cho thấy ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nắm chắc suy tính của Bộ Công an. Câu trả lời có vẻ thuyết phục hơn cả, đó là vị trí thượng phong, người ta thường có sở thích kỳ quái, hành hạ con mồi trước khi làm thịt. Khi kẻ mạnh áp chế kẻ yếu thì bên thua sẽ bị ức chế tâm lý, từ đó sẽ sinh ra các biểu hiện manh động và chỉ chờ có thế chiếc lưới của tử thần sẽ ụp xuống. Đó là lý do có những ý kiến cho rằng Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ Công an phải hết sức bình tĩnh, bởi chuyện gì đã xảy ra với thực trạng hiện nay sẽ không thể nào đảo ngược được. Cách tốt nhất của ông Tô Lâm và phe cánh phải là ngồi yên toàn thắng ắt về ta. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin vì sao Tổng Trọng chưa cho công bố nhân sự tân Bộ trưởng Công an. Cuộc chiến cung đình, Tổng Trọng và Tô Đại tướng, ai gieo gió ai gặt bão đây? Người Việt có câu kẻ gieo gió thì tất gặt bão, hay chơi rào sẽ có ngày đứt tay. Điều này không chỉ ứng với Chủ tịch nước Tô Lâm
mà cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với tham vọng trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam để thống trị và tập trung quyền bính trong tay. Song với sự nhìn nhận và đánh giá tình hình thiếu chính xác, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã liên tiếp đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Việc lạm dụng quyền lực của người đứng đầu Bộ Công an khiến các lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng cũng phải khiếp sợ. Đây là một trong lý do đa số các ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Ban Bí thư cũng như đa số các ủy viên Trung ương Đảng tuy bề ngoài sợ sệt nhưng không phục Tô Lâm. Đằng sau lưng Tô Lâm, họ đã liên kết thành một liên minh chống lại và tìm cách bứng ông ra khỏi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực. Đó là lý do vì sao giới phân tích quốc tế đánh giá ông Tô Lâm có sức mạnh thực sự nhưng ngược lại không có sức mạnh của phe cánh. Với khối tàng thư dữ liệu Big Data, các dấu vết nhúng chàm của tất cả các lãnh đạo Việt Nam ở mọi cấp, mọi ngành, từ trung ương tới địa phương khi cần, Tô Lâm có thể chỉ đạo ngành công an để loại bỏ bất kỳ ai ở bất kỳ cương vị nào trong tích tắc. Nhưng với việc chỉ nắm vẻn vẹn một số phiếu của 5 ủy viên trung ương, trong đó có duy nhất một phiếu của ủy viên Bộ Chính trị, phe cánh của Tô Lâm phải chịu thất bại sớm theo nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các bài học từ các cựu tứ trụ như cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hay cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến lúc cần đánh gục, Bộ Công an lập tức đưa ra các bằng chứng không thể chối cãi. Hai ông Thưởng và ông Huệ dù là nhân vật thân cận với Tổng Bí thư cũng dễ dàng bị hạ bệ nhanh chóng. Đó là lý do vì sao khi Bộ trưởng Tô Lâm có những dấu hiệu lạm quyền, lợi dụng sự tin tưởng của Tổng Bí thư để thực hiện một kế hoạch đảo chính không tiếng súng một cách công khai khiến Tổng Trọng cũng phải hết sức bất ngờ, thậm chí là trở tay không kịp. Công luận cho rằng vào thời điểm đó không có gì để đảm bảo các vết trúng chạm Tây Đình mà ông Nguyễn Phú Trọng chạm phải trong thời gian giữ chức Bí thư Hà Nội với số tiền hàng triệu đô la được cho rằng nhận hối lộ từ tập đoàn Shimura của Indonesia vào đầu những năm 2000. Đây là vụ án đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 3.000 tỷ đồng thời điểm đó, mà Bộ Công an dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã yêu cầu Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng điều tra nhưng đang giang dở. Nhưng tiền trách kỷ, hậu trách nhân, Tổng Trọng cũng cần phải thực sự nghiêm túc đánh giá để nêu gương cho các lãnh đạo cấp dưới. Sự tùy tiện trong việc tuân thủ hiến pháp, pháp luật cũng như điều lệ đảng của ông đã tạo nên một tấm gương rất xấu cho cấp dưới noi theo. Một khi thượng bất chính thì hạ tắc loạn, sự nổi loạn của Tô Lâm đã cho thấy ông Trọng có phần trách nhiệm không hề nhỏ. Cũng phải kể đến sự dung túng và nuông chiều của Tổng Trọng đối với Bộ Công an khi ông đặt niềm tin quá lớn và dựa vào Bộ Công an để chống tham nhũng mà thực chất là loại bỏ phe cánh và các cá nhân không ủng hộ ông. Do đó, ông Tô Lâm yêu cầu gì thì được đáp ứng ngay lập tức. Cho đến nay, quân số trực thuộc sự điều động của Bộ trưởng Bộ Công an lên tới hơn 7 triệu người, gấp hơn 10 lần biên chế chính thức của quân đội. Khi quân số tăng thì chi phí cho Bộ Công an cũng tăng theo rất nhanh. Theo dự toán ngân sách vào năm 2024 của Chính phủ, ngân sách cho bộ này đã lên tới 113.000 tỷ đồng, tương đương 4,5 tỷ đô la, bằng 16,5 lần ngân sách chi cho ngành y tế. Nhưng vốn là một kẻ đầy tham vọng quyền lực, sự ủng hộ của Tô Lâm với Tổng Trọng đã vô tình chắp thêm nanh vuốt và biến Tô Lâm trở thành một con hổ rất dữ tợn, móng Trọng mất kiểm soát. Rất may, Tổng Trọng vẫn còn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ các tướng lĩnh Bộ Quốc phòng. Vì thế, ông đã đảo ngược được và làm cho chủ tình thế cho đến nay. Và đối với câu nói, Tổng Trọng và Tô Lâm, ai gieo gió và ai đã gặt bão? Có lẽ quý vị sẽ có câu trả lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Cuộc chiến cung đình Tổng Trọng và Tô Đại tướng, ai gieo gió, ai gặp bão đầy? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.